Tarot mình ở đây để trải những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là ý nghĩa từ những dấu hiệu bạn nhận được từ vũ trụ. Thì thật ra mình sẽ giải thích một chút. Đấy là hàng ngày có thể các bạn sẽ bắt gặp những cái dấu hiệu, ví dụ như là một câu nói nào đó cứ ám ảnh bạn hoài này, hay là những con số lặp, hay là bất kỳ một hình ảnh nào đó mà nó thường xuyên xuất hiện với các bạn, thì nó có thể chính là dấu hiệu mà vũ trụ muốn nhắc nhở các bạn một cái điều gì đấy. Vậy thì đây sẽ là video mà giống như là giải đáp cho các bạn về các cái dấu hiệu đó, nó có cái ý nghĩa như thế nào. Và nhớ đây là những cái trải bài chung, chỉ là những cái ý nghĩa chung thôi. Cho nên là hãy tùy vào trường hợp của các bạn mà đón nhận một cách cởi mở. Chúng ta ba sự lựa chọn 1, 2, 3. Và để kỹ hơn về những cái dấu hiệu đó nó như thế nào, và cũng như là cách xin dấu hiệu, các bạn có thể tìm trong list video của mình có làm về dấu hiệu của dấu hiệu và cách xin dấu hiệu từ vũ trụ. Ok. Và chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Các bạn đến với tụ bài đầu tiên, đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là ý nghĩa từ những dấu hiệu mà bạn nhận được từ vũ trụ là gì, thì ở đây tùy trường hợp nhá, có bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh, những câu nói, có bạn thì lại nhìn thấy những con số, vân vân, thì hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Mình thấy cái điều mà nó cái dấu hiệu mà có thể bạn nhìn thấy, đó là có thể là một cái hình ảnh nào đó nó lặp đi lặp lại. Ok, mình thấy đầu tiên cái ý nghĩa của nó là gì, đó là mình thấy có thể có một cái điều gì đấy nó đã trong quá khứ của các bạn, nó đã kết thúc rồi. Một cái chương cũ nào đó, hoặc là một mối quan hệ, một công việc, một giai đoạn hay một điều gì đấy nó đã kết thúc. Và mình thấy là có thể cái thời điểm tiếp theo ấy, hoặc là cái thời điểm hiện tại ấy, cái những cái cũ trong cuộc sống các bạn nó đang tìm cách để trỗi dậy. Có thể là những cảm xúc, có thể là một cái điều gì đó nó tìm cách trỗi dậy trong cuộc sống của các bạn. Tuy nhiên thì nó cũng giống như là một cái bài test, một cái bài kiểm tra xem bạn đã thực sự vượt qua được cái bóng tối chưa, vượt qua được cái bóng của quá khứ hay chưa. Thì ở đây á, mình thấy rằng là bạn sẽ vượt qua được những cái liên quan đến quá khứ đó. Và vũ trụ muốn nói với các bạn rằng là nếu như bạn vượt qua được cái bài test này, vượt qua những cái điều liên quan đến quá khứ, giải phóng bản thân ra khỏi những cái xiềng xích này á, những cái quá khứ này, hay là bất kỳ một cái điều gì đấy nó kìm hãm các bạn ấy, thì có một cái kết quả mới, một cái tin nhắn từ vũ trụ, hay là một cái kết quả lạc quan, một cái outcome rất là lạc quan nó đang đợi bạn ở phía trước, một cái tin tức mới đang đợi bạn ở phía trước và rất là lạc quan. Nó giống như cái lá The Sun ở đây. Có thể là các bạn sẽ có một cái sự kiện gì đấy rất là đáng ăn mừng. Có thể các bạn sẽ tìm lại được chính bản thân các bạn, tìm lại được sự bình yên, sự vui vẻ và hạnh phúc, cả sự chữa lành những nỗi đau cũ. Và mình thấy rằng là cái điều quan trọng ấy, đấy là bạn cần phải tin tưởng vào hành trình của bản thân các bạn, cần phải tin tưởng vào bản thân của các bạn, rằng là các bạn xứng đáng với những cái điều tốt đẹp nhất. Thì ở đây phía trước mình thấy nó dự đoán cho bạn, nó dự báo cho bạn rằng là khi mà bạn thực sự sẵn sàng hành động vì chính bản thân bạn, đứng lên và giải phóng bản thân ra khỏi những cái nỗi sợ, nỗi đau, nỗi sợ hãi, hay là bất kỳ một cái điều gì nó kìm hãm bản thân các bạn ấy, thì có một cái outcome mới rất là lạc quan, một cái tin tức mới rất là lạc quan nó đang chờ bạn ở phía trước. Hãy tin tưởng vào bản thân, vào hành trình của các bạn. Đối với một số các bạn thì có thể các bạn sẽ tìm thấy true love trong cuộc sống của các bạn. True love đây có thể là tình yêu đương lãng mạn, hoặc là chính là cái tình yêu thương với bản thân của các bạn, nó cũng chính là cái tình yêu đích thực. Và mình thấy ở đây á, cái điều mà các bạn cần làm đấy là các bạn cần phải dừng lại để tìm lại bản thân mình, để lắng nghe cái câu trả lời, cái tiếng nói bên trong của các bạn. Và các bạn biết không, tất cả mọi thứ xung quanh, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả mọi thứ giống như là đang hỗ trợ các bạn để các bạn có thể nhanh chóng vượt qua được cái thử thách này. Và khi mà các bạn vượt qua được cái thử thách này thì tất cả những cái kế hoạch mà vũ trụ chuẩn bị cho bạn ấy, nó sẽ ào vào trong cuộc sống của các bạn theo một cái cách mà các bạn sẽ không thể ngờ tới được. Vì thế ở đây nó cũng có cái lá bài Keep an open mind, hãy mở cửa cái cánh cửa tâm trí của các bạn ra, rằng là nếu như mà bạn ngồi ở đây thời điểm hiện tại và bạn tưởng tượng ra điều A, điều B, điều C, nó sẽ phải diễn ra một cách chi tiết như thế này như thế kia, thì
lời muốn nói dành cho các bạn đấy là nó sẽ không xảy ra theo cách mà các bạn tưởng tượng đâu. Nó sẽ rất là bất ngờ. Và các bạn cần phải nhìn nhận mọi thứ, cả về phần nổi và phần chìm của vấn đề, giống như là tảng băng trôi ấy. Đừng để cho quá khứ hay là những cái cảm xúc cũ khi mà nó trỗi dậy. Thì thật ra cái việc trỗi dậy này mình nghĩ là nó hết sức là bình thường thôi. Chỉ là chúng ta xử lý nó như thế nào một cách khôn ngoan nhất và không để cho nó ảnh hưởng đến những cái quyết định của chúng ta sau này. Thì mình thấy đây có một cái sự rất là lạc quan ở đây, một cái điều gì đấy nó rất là tốt đẹp, nó đang chờ đợi các bạn, nhưng mà nó yêu cầu các bạn đấy là phải sẵn sàng bước đi, phải hành động vì chính bản thân của các bạn. Bạn nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt là những ví dụ như là từ đội hướng dẫn tâm linh của các bạn, từ vũ trụ, hay là từ một cái những cái tác động, mình thấy là những cái tác động bên ngoài. Và nếu như bạn vẫn còn đang ngồi và trách cứ bản thân vì những điều đã cũ ấy, hãy bỏ ngay cái điều đó đi. Việc tha thứ, bạn cần phải tha thứ cho bản thân và tha thứ cho cả những cái người mà đã làm tổn thương các bạn. Các bạn học được bài học rồi, xong rồi. Cái quan trọng là các bạn học được cái bài học kìa, chứ đừng ngồi tự trách bản thân là sao mình ngu thế mà mình mới như vậy này nọ kia. Thì chúng ta ai rồi cũng đi từ ngây dại mà đi lên trưởng thành, đúng không? Chứ là không có ai mà khôn từ đầu hay là hiểu biết tất cả mọi thứ từ đầu. Chúng ta phải có va vấp. Vì vậy mà đừng đứng mãi trong cái cánh cửa, hãy kết thúc nó đi, hãy đóng nó lại. Và the sun đang chờ bạn ở phía trước. Quyết liệt lên, dũng cảm lên, mạnh mẽ lên. Cầm cái thanh kiếm của bản thân để chặt đứt những gì mà liên quan quá khứ, giải phóng bản thân mình đi. Một cái điều gì đấy nó rất là lạc quan, nó đang chờ bạn này. Và hãy về nhà với bản thân của các bạn, cũng như là hãy dành thời gian cho bản thân ấy để chữa lành những cái tổn thương và giải quyết những cái một cái điều gì đấy nó đang trỗi dậy trong quá khứ. Ok. Và rất có thể các bạn sẽ gặp được true love của các bạn trên cái cuộc hành trình tiếp theo sau khi các bạn hoàn thành được cái bài test này. Ok nhá, đó là tụ bài đầu tiên, chúng ta đến với tụ bài số 2. Tụ bài số 2, đây là trả vé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy là ý nghĩa của những dấu hiệu mà vũ trụ gửi đến bạn là gì, thì nhớ đây là những cái ý nghĩa chung nhất thôi nhá. Đối với tụ bài số 2 này thì mình thấy là các bạn cũng đã trải qua một cái giai đoạn transformation, một cái giai đoạn chuyển hóa từ cái kén lên thành con bướm. Và đây là, nó là một cái giai đoạn chuyển hóa rất là đẹp. Lá bài này nói vậy, mặc dù là mình biết là nó khá là đau đớn với các bạn. Có thể là có rất là nhiều cái sự gì đó nó thay đổi. Ví dụ như là một cái điều gì đấy bị phá hủy, bị đập bỏ, rất nhiều thứ. Và có thể nó diễn ra cùng lúc trong cuộc sống của các bạn. Có thể cái dấu hiệu mà các bạn nhận được có thể là những con số, đặc biệt là số 11-11, là con số của thức tỉnh tâm linh. Thì mình thấy ở đây á, bạn có thể là đã đi một cái chặng đường dài rồi. Tức là các bạn đã ổn hơn trước so với trước rất là nhiều rồi. Mà nếu như mà chưa thì mình thấy rằng là cũng sẽ sớm thôi, các bạn sẽ đạt được cái mốc đó. Thì ở đây cái thông điệp hay là cái ý nghĩa mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn đấy là các bạn đã được thức tỉnh tâm linh là điều thứ nhất. Thứ hai, các bạn còn những cái gì chưa được bung lụa, chưa được giải phóng thì hãy giải phóng bản thân mình ra khỏi quá khứ này, ra khỏi bất kỳ điều gì còn kìm hãm cuộc sống của các bạn này. Nó khá là giống tụ bài số 1, khi mà tụ bài số 1 có cái lá free yourself thì cái tụ bài số 2 này có lá freedom. Giải phóng mình đi, bay lên, tung cánh lên, tung xõa đi, có gì thì cứ thể hiện ra kiểu như vậy á. Và các bạn ấy phải biết được rằng là các bạn luôn luôn được bảo vệ, có protect by angel này. Các bạn được bảo vệ được bởi đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn, bởi những thiên thần, bởi vũ trụ. Chính vì thế mà cả kể khi mà cuộc sống các bạn gặp những cái điều tồi tệ nhất ấy, thì hãy biết rằng là nó là một phần của kế hoạch và mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Những bạn xứng đáng với những cái điều tích cực nhất, tốt đẹp nhất. Đấy là điều thứ hai mình thấy. Điều thứ ba, nếu như bạn đang sử dụng luật hấp dẫn thì mình thấy rằng là cái cách để mà bạn có thể hấp dẫn được những sự lựa chọn mới hay là những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống các bạn ấy, đấy là hãy buông bỏ cái sự kiểm soát về thời điểm, về mặt thời điểm mà cái điều mà bạn muốn nó sẽ tới. Ví dụ như mình thấy một số bạn, có thể các bạn đang manifest, đang thực hiện những cái luật hấp dẫn về liên quan đến tiền bạc tài chính đi, nhưng mà các bạn cứ hàng ngày mong ngóng nó thì nó sẽ chưa thể đến được đâu. Nhưng nếu như bạn buông cái mặt thời điểm, buông cái sự trông ngóng về mặt thời điểm đi, thì nó sẽ ào vào cuộc sống của các bạn một cái lúc mà các bạn không mong chờ nhất, không còn nghĩ ngợi đến nó nữa. Thì ở đây mình thấy rằng là nó cũng nói về một cái việc
Đấy là những cái điều mà các bạn đang manifest, đang kiến tạo, đang hấp dẫn. Các bạn là cái người có cái năng lượng hấp dẫn. Thời điểm hiện tại có thể là cái năng lượng hấp dẫn của các bạn nó khá là mạnh. Tức là bạn nghĩ tích cực bao nhiêu thì những cái điều tích cực nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn dễ dàng và nhanh chóng bấy nhiêu. Đặc biệt ở đây nó có thể liên quan đến vấn đề tài chính tiền bạc. Một cái sự đầy đủ, một cái sự abundant nào đó đang đến với cuộc sống của các bạn. Và mình thấy có một cái thành quả nào đấy á, mà suốt thời gian vừa qua các bạn nỗ lực ấy, nó cũng đang đến hồi để mà các bạn đừng gặt hái. Ở đây với một số trường hợp, nếu như các bạn mong mong muốn true love của các bạn, mong muốn một cái tình yêu nào đó đến với cuộc sống của các bạn ấy, thì mình thấy rằng là nó cũng đang được gửi đến. Tức là sẽ đến một cái khoảng thời điểm, có thể chưa phải thời điểm hiện tại, nhưng sẽ đến một cái khoảng thời điểm mà tất cả cùng lúc ùa vào trong cuộc sống của các bạn, mà các bạn sẽ không thể nào ngờ được rằng là tại sao mọi thứ nó lại nhiều như vậy hay là gì gì đó. Thì cái việc của bạn cần làm á, đấy là giải phóng bản thân của mình trước đã và bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, một cái chương mới, rũ bỏ quá khứ đi. Bạn bây giờ đã là một con người khác, đã là một chú bướm rồi, không còn là cái kén nữa. Vì thế bạn cần phải có một cái môi trường khác, một cái chương khác để mà các bạn phát triển. Chứ các bạn trở thành bướm, các bạn không thể thể nằm ở trong kén mãi được. Ở đây nó cũng nói về cái việc đấy, có một cái sự khởi đầu mới nó đang đợi bạn. Một cái cuộc hành trình mới, có cả sự lãng mạn, có cả sự thú vị ở đây. Các bạn luôn được bảo vệ theo một cái cách nào đó mà các bạn không thể tưởng tượng hay là ngờ tới được. Thường thì những người mà được thức tỉnh rồi ấy, thường là các bạn sẽ nhận được khá là nhiều những cái dấu hiệu. Tức là các bạn biết được rằng là nó là cái dấu hiệu dễ dàng hơn. Có thể là tụ bài này nó sẽ liên quan đến những con số nhá. 3333 333 số 11 11. Hoặc là nếu không thì nó có thể là bất kỳ cái, nếu không thì nó có thể là bất kỳ cái số nào nhá. Wow. Các bạn có lá con ong này, chú ong này. Lá bài này nói về cái việc đấy là cái sự ngọt ngào, cái kết quả ngọt ngào ấy nó đang chờ bạn ở phía trước. Thế cho nên là hãy hãy giải quyết nốt những cái vấn đề mà còn liên quan đến bản thân của các bạn đi. Và các bạn nên biết rằng là các bạn chính là cái người làm chủ số phận của các bạn. Các bạn có quyền hay là có khả năng hấp dẫn được những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của các bạn. Cho nên là hãy thời điểm hiện tại hãy tận dụng nó một cách tốt nhất. Và thôi cái việc trông ngóng đi nha. Mình thấy là có thể nó sẽ chưa đến ngay đâu, nhưng mà nó là một chặng đường dài, với các bạn cần phải đi từ từ thì nó mới tới được. Mình sẽ xem thêm cái true love này là gì nhá. Có thể là một một số bạn, có thể các bạn sẽ hấp dẫn được tình yêu đích thực đến với cuộc sống của các bạn. Nhưng mà tất nhiên rồi, khi mà trước khi bạn có được cái tình yêu đích thực ấy, các bạn cần phải có tình yêu thương với bản thân của các bạn, trân trọng bản thân các bạn. Wow, mình vừa tráo ra new love này. Có thể là sẽ có một cái tình yêu mới bước vào trong cuộc sống của bạn, và cái người đó cũng có thể, rất có thể người đó sẽ là true love của các bạn. Rồi xem còn gì nữa không. White Jackson, mình nói mà, chính các bạn là cái người thu hút cái tình yêu đó đến với cuộc sống của các bạn. Vì thế mà đừng quên chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho khu vườn của các bạn, bởi vì các bạn xứng đáng với những cái điều tốt đẹp nhất. Ok, đó là tụ bài số 2, chúng ta đến với tụ bài số 3 nhé. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 3, đây là trả về chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là ý nghĩa từ những dấu hiệu mà bạn nhận được từ vũ trụ là gì, thì mình thấy đây có thể là các bạn đã đi qua một cái chương nào đó khá là kinh khủng ở đây. Nó có thể liên quan, nó có thể là một cái karma của bạn. Karma ở đây tức là nó là một cái nghiệp quả, tức có thể là liên quan đến một mối quan hệ nào đó mà ở đó bạn bị phụ thuộc rất là nhiều vào họ, vào cái mối quan hệ đấy mà các bạn không dứt ra được. Nhưng mà đến cuối cùng thì mình thấy đây có thể là giữa hai người đã diễn ra cái việc chia ly, chia tay. Nhớ này, nó có thể liên quan đến một mối quan hệ lâu năm, một mối quan hệ kết hôn, đối với những ai mà đã từng kết hôn, một cái điều gì đấy liên quan đến gia đình của các bạn. Tức là đại loại nó là một cái thứ mà các bạn coi như là chân tay, là một cái gì đấy thân thuộc với các bạn. Bạn coi như là một cái gì đấy nó định nghĩa danh tính của các bạn. Tức là nhắc về bạn là phải nhắc về cái điều đấy. Thì
nó đã kết thúc, nó đã đi đến cái hồi kết thúc rồi. Và mình thấy rằng là cái thế về nghiệp quả, tất cả mọi thứ của các bạn ấy, nó đã trở về với cái thế cân bằng rồi. Và đến cái thời điểm hiện tại ấy, là lúc để các bạn tự viết cho mình những cái chương mới và đi cho mình những cái con đường tiếp theo. Thì có thể thời điểm hiện tại bạn cảm thấy khá là mù mờ về tương lai, về những thứ diễn ra tiếp theo trong cuộc sống của các bạn. Thì các bạn cần phải biết rằng cái thời điểm hiện tại này, nó là cái giai đoạn chuyển hóa. Thế cho nên bạn chưa thể đòi hỏi được một cái gì đấy nó rõ ràng trong cái thời điểm hiện tại cả, là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu như bạn vẫn còn cái sự codependency, phụ thuộc, nghiện ngập một cái điều gì đấy nó không lành mạnh, nó không tốt, nói chung là cái bất kỳ một cái sự nghiện ngập nào, phụ thuộc nào ấy, nó đều là không tốt rồi, thì hãy phải, bạn cần phải giải quyết với bản thân của mình cho xong xuôi cái điều đó đi, để giống như là tìm về giống như là giải quyết triệt để cái vấn đề của bản thân các bạn đi. Thì bằng cách nào? Đó là hãy tìm về với cái lãnh địa, cái thánh địa bên trong bản thân của các bạn. Hai cái lá bài này đều hướng các bạn về với bản thân, đi khám phá cái bên trong của các bạn. Và hãy cứ giữ vững cái mục tiêu. Hai lá bài này lại cũng nói vậy, giữ vững cái mục tiêu của các bạn. Các bạn mong ước điều gì, các bạn mong muốn điều gì, hãy giữ vững nó và hành động vì nó. Mình thấy là sẽ có một cái sự ăn mừng nào đấy đến với cuộc sống các bạn. Có một cái điều gì rất là đáng ăn mừng, các bạn sẽ tìm lại được niềm vui cho các bạn. Đây, hai lá bài này này, nó có thể đến từ những người bạn, những cái sự giúp đỡ từ người bạn của bạn, hoặc là cũng có thể đến từ chính gia đình của các bạn. Họ đó sẽ là những cái yếu tố mà đem đến cho bạn những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc. Và ở đây á, mình thấy rằng là còn có một cái sự thật nào đó mà các bạn cần phải nói ra. Ví dụ nếu như bạn vẫn còn chưa kết thúc được với những cái chuyện cũ, hoặc là chưa làm rõ những cái chuyện cũ, thì ở đây nó cũng khuyến khích bạn, đấy là cái cách để mà bạn có thể dễ dàng kết thúc nó, hoặc là đúng là thanh thản hơn. Đó là cách mà các bạn đối diện với nó. Và có thể nếu như bạn và cái người đó, hay là cái mối quan hệ đó, hay là bất kỳ cái điều đấy, nó điều gì đấy nó chưa được làm rõ ràng ấy, hãy làm rõ ràng nó đã, để cho nó có thể dễ dàng ra đi khỏi cuộc sống của các bạn, là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như nó liên quan đến một cái bí mật nào đấy trong cuộc sống của các bạn, ví dụ như về giới tính của các bạn, có thể đối với những bạn LGBT thì các bạn vẫn còn đang lo lắng trong việc come out, đúng không? Này nọ các kiểu, đúng không? Thì ở đây nó cũng khuyến khích các bạn đấy là hãy nói ra sự thật của các bạn đi. Và mình thấy rằng là mọi thứ nó sẽ không tệ như các bạn nghĩ đâu, mà mình thấy là có thể cái phản ứng của mọi người với cái việc mà bạn come out hay là thể hiện bản thân, chất thật của bản thân bạn ấy, nó sẽ rất là bất ngờ. Và ở đây á, vũ trụ còn muốn nói với các bạn đấy là cái vũ trụ này, cái thế giới này, nó có rất là nhiều phép màu, và nó cái những cái phép màu đó nó không bao giờ là có hạn, mà nó là vô hạn. Vì thế mà đừng bao giờ sợ hãi rằng là mình sẽ không có được hạnh phúc, hay mình sẽ không có được cái này cái kia. Hãy lạc quan về đời sống tình cảm, hay là lạc quan về cuộc sống của các bạn. Nếu nó liên quan đến tình cảm thì sao? Thì mình thấy rằng là nếu như bạn đang có một mối quan hệ với một ai đấy nhá, thì các bạn cần phải biết là các bạn cần phải giải phóng, hay là giải quyết nốt cho mình một cái sự phụ thuộc nào đấy. Có thể khi mà các bạn chưa hoàn toàn giải quyết được cái sự phụ thuộc, ví dụ như bạn yêu ai đấy, lúc nào bạn cũng sẽ yêu hết mình, hay là bạn sẽ giống như là phụ thuộc vào cái người yêu của các bạn ấy, thì cái mối quan hệ mới này nó cũng đặt ra cho bạn một cái mối quan hệ tiếp theo này, nó sẽ đặt ra cho bạn cái thử thách, đấy là độc lập với bản thân, biết hiểu rõ giá trị của bản thân và ngưng phụ thuộc. Bởi vì nếu như bạn cứ tiếp tục phụ thuộc ấy, nó chỉ kéo dài thêm cái karma, thêm cái nghiệp quả dành cho bạn mà thôi. Ok. Và mình thấy là có thể sẽ có khá là nhiều cái điều vui vẻ nào đó sẽ diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy là cuộc sống của các bạn ấy, nó đang dần dần trở về với cái thế cân bằng ổn hơn trước, ổn hơn so với trước rất là nhiều rồi. Ok, mình sẽ rút thêm nhá. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi. Ở đây nó hướng các bạn đấy là cần phải tìm về với bản thân của các bạn nhé. Tìm về, chậm lại, tĩnh lại. Mình thấy rằng là có thể mọi người, bạn bè của bạn sẽ giúp đỡ các bạn rất là nhiều trong cái việc là, một là bỏ lại quá khứ ở phía sau, giúp bạn bỏ lại quá khứ phía sau. Hai là
Có thể số mình cảm nhận đây có thể là họ sẽ tìm cách đưa đến cho bạn những cái sự lựa chọn mới, có thể liên quan đến chuyện tình cảm. Ví dụ như là nó sẽ liên quan đến cái việc mai mối hay là giới thiệu nào đó. Nhưng mà mình cảm nhận được rằng là khi mà họ đem đến những cái cơ hội mới đó ấy, thì nó là tốt cho bạn. Ok, đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.